Bây giờ ta bèn dậy, liền thấy quang thanh tịnh, xem đó từ đâu đến, thấy Phật ngồi dưới cây, các tướng trang nghiêm thân như núi chúa châu báu, trong tất cả nỗ lông, phóng biển đại quang minh, thấy rồi tâm hoan hỉ, bèn sinh niệm như vậy, nguyện con được như Phật, sức thần thông rộng lớn. Bây giờ ta đánh thức, đại vương và quyến thuộc, khiến thấy quang minh Phật tất cả đều vui mừng bấy giờ ta với vua người theo ngàn muôn ức chúng sinh cũng vô lượng cùng đi đến chốn phật ta trong hai vạn năm cúng dường như lai đó bảy báu bốn thiên hạ tất cả đều cúng thí bấy giờ phật đó nói kinh công đức phổ vân ứng khắp tâm quần sinh trang nghiêm các biển nguyện dạ thần giác ngộ ta khiến ta được lợi ích ta nguyện làm thân đó giác những người phóng giật từ đó ta phát tâm, bồ đề nguyện tối thượng, đi đến trong các cõi, tâm ta không quên mất. Từ đó sau cúng dường, mười ức na do Phật, luôn thọ vui trời người, lợi ích các quần sinh. Kiếp thứ nhất,